Từ lúc á, chồng bà chính mất tới giờ á, tôi thấy bà lủi thủi có một mình, thấy tôi nghiệp quá không? Tôi thấy bình thường mà. Ở mình vậy còn khỏe nữa, muốn đi đâu thì đi nè, rồi muốn quen ai thì quen nè, có gì đâu mà tội nghiệp. Thì tại tôi thấy á, chuyện nặng nhẹ gì á, bà làm có mình nên nè, nên tội nghiệp. Ừ mà chồng bà mất mấy năm nay á, sao bà không kiếm ai quen đi thấy không? Trời, bà bớt lo chuyện người ta đi. Không lẽ bà quen ai rồi qua thông báo cho bà biết. Lo chuyện nhà mình nè. Chừng nào rảnh rảnh bà đi mua cho tôi bịch thuốc về á, xịt mấy cái ngò này nha. Thôi tôi không biết đâu, ông đi mua ngên đi cho dễ. Thôi tôi đi mua cũng được nữa. Giờ bà đi vô nấu cơm đi, cũng trễ rồi, có bụng muốn chết gì á. Nhà có gì đâu mà ăn. Ông xách một câu ra giường á, ông câu dạng cá vô nấu ăn chua đi. Cái gì cũng tui hết trơn á. Thôi bà vô nấu cơm đi nghe, tôi đi câu dạng cá coi. Ông vô trước đi, tôi nhổ xong rồi tôi vô. Ông ngồi đi đâu mà đi quên sợ đấy trời. Gần mẹ chính này làm gì điện hoài vậy? Alo. Rồi rồi, tới công chuyện đó rồi. Coi vụ gì mà mày la sùm chân vậy? Anh hai làm người ta có bầu rồi. Mày nói cái gì? Anh hai mày làm ai có bầu? Thiện mẹ chính trai. Hồi nãy ổng đây quên thở nhà tôi nghe nè. Nghe nói cái gì mà cái bầu lớn lắm rồi. Còn kêu qua gấp gáp để đi bệnh viện nữa. Mày nói thiệt hay giỡn vậy mày? Chuyện động trời này bà nghĩ tôi nói giỡn thiệt hả? Tôi sợ bà không tin nên tôi ghi âm lại cho bà nghe luôn nè. Bà nghe không? Đâu đâu, mày mở tôi nghe thử coi. Để tôi mở cho bà nghe. Cái ông này bữa nay chết tôi nè. Ui ơi, chị có bầu rồi, qua gấp gấp nè, chị còn đi bệnh viện nữa. Trời ơi trời, bữa nay cái ông này gu mặn dữ. Bữa nay ông tới xuống với tôi. Dạ bà tin tôi chưa? Ai hút đi mà. Trời ơi trời, cái gì vậy thôi. Trời tôi đi nha. À. Cái gì vậy trời? Tôi mới ngủ quên có chút xíu à. Mày làm gì quýnh tôi dữ vậy? Bữa nay ông gan trời rồi. Ông dám cặp bánh bèo ha. Rồi có bầu đồ nữa. Người ta điện qua kêu ông nhận con kìa. Công nhận. Cái gu ông mặn thiệt luôn á. Cặp với đàn bà giá U50 luôn mới chịu. Tôi cặp bánh bèo hồi nào? Mà ai có bầu? Rồi ai nói bà biết? Thì hồi nãy á, con mẹ chính điện cho ông quá trời luôn. Tôi nghe máy rồi chứ ai. Bà nói là bà có bầu rồi. Kêu ông qua lẹ lẹ đi, đang đi bệnh viện. Khỏi chơi, xử ổng cho em hai. Khoan, không phải. Bà hiểu lầm rồi. Không phải bà chính có bụng bầu, mà là vàng bầu nhà bà có trái đó. Mày nữa hả Trâm? Trời ơi, mày báo tôi không à. Mày nhớ hôm bữa bà nói thèm bầu không? Xong bà kêu tôi qua bển, mà bầu bển chưa có lớn. Rồi tôi kêu khi nào á mà bầu lớn á, rồi điện tôi qua. Mày hiểu chưa? Trời ơi là trời. Mày nữa hả Trâm? Hết con mót, giờ tới mày. Trời ơi trời. Sống gì nổi với cái gia đình này vậy trời. Tôi khổ thiệt luôn á. Chắc tôi bỏ cái nhà này tôi đi luôn quá. Mấy tụi bay á, phá về can tao hoài à. Đợt này mà ổng đi thiệt á, là tôi tự giận luôn á. Ai có biết gì đâu. Báo đời báo kiếp gì đâu không à.